Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay, tối thứ năm, ngày 8 tháng 8 có một số nội dung chính sau đây. Tại phiên họp thứ 13 của Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, tỉnh Cao Bằng cam kết sẽ chủ động tích cực phối hợp với các bộ ngành trung ương tháo gỡ các vướng mắc để thực hiện dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn, Trà Lĩnh Cao Bằng đúng tiến độ. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, dự kỳ họp thứ 17 chuyên đề Hội đồng Nhân dân huyện Hà Quảng khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, dự ngày hội điểm toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 tại xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh. Sáng ngày 8 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 13 của Ban chỉ đạo nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới 44 tỉnh, thành phố có các công trình giao thông trọng điểm đi qua. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng có đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở ngành. Hiện nay, trên cả nước có 34 dự án lớn, 86 dự án thành phần quan trọng quốc gia, trong đó có 5 dự án đường sắt, 2 dự án cảng hàng không, còn lại là các dự án giao thông đường bộ. Đến nay đã xây dựng hoàn thành trên 674 km, nâng tổng số đường bộ cao tốc trên toàn quốc khoảng 2.000 km, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo không gian phát triển mới cho các địa phương có dự án đi qua. Sau phiên họp lần thứ 12, Thủ tướng Chính phủ đã giao 57 nhiệm vụ cho các bộ ngành và địa phương, trong đó tập trung vào tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác giải phóng mặt bằng, cấp nguồn vật liệu xây dựng, nhất là cho các dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Nam. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo, đến nay, các đơn vị đã hoàn thành 20 nhiệm vụ đúng thời hạn yêu cầu, đang tích cực triển khai 30 nhiệm vụ là công việc chỉ đạo, điều hành thường xuyên, một nhiệm vụ chưa đến hạn, chưa hoàn thành đúng hạn 6 nhiệm vụ. Tại phiên họp thứ 13, các bộ ngành và các địa phương đã báo cáo thảo luận nêu những tồn tại hạn chế khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án, đồng thời thống nhất nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của Ban chỉ đạo để tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới. Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh báo cáo tiến độ triển khai thực hiện đối với dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn – Trà Lĩnh Cao Bằng. Về tiến độ hiện nay, tỉnh đang tập trung chủ yếu vào công tác giải phóng mặt bằng. Với sự nỗ lực quyết tâm cao, trong vòng 100 ngày đêm thực hiện giải phóng mặt bằng, tỉnh đã bàn giao gần như 100% mặt bằng đoạn tuyến trên địa phận tỉnh Cao Bằng cho các nhà thầu thi công. Trong quá trình thực hiện dự án có một số khó khăn vướng mắc như về công tác thiết kế, phê duyệt, thiết kế kỹ thuật còn chậm do điều chỉnh tuyến, việc giải ngân và kiểm soát chi phần vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho dự án, vấn đề liên quan đến chỉ tiêu sử dụng đất, về đất rừng có sự sai khác giữa hồ sơ và thực tế do điều chỉnh hướng tuyến. Tỉnh cam kết sẽ chủ động tích cực phối hợp với các bộ ngành trung ương tháo gỡ các vướng mắc để thực hiện dự án đúng tiến độ. Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương ghi nhận kết quả đạt được của các bộ ngành địa phương trong triển khai các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm, ngành giao thông vận tải thời gian qua. Các địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm quan trọng quốc gia. Thủ tướng yêu cầu, trên tinh thần, bàn làm không bàn lùi, không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm. Tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì lợi ích của nhân dân, các bộ ngành và các địa phương tiếp tục phối hợp tập trung thúc đẩy các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án. Thời gian từ nay đến cuối năm phải tăng tốc, bứt phá, phấn đấu đến năm 2025 phải hoàn thành 3.000 km đường cao tốc đã đề ra. Ngày 8 tháng 8, Hội đồng Nhân dân huyện Hà Quảng đã tổ chức kỳ họp thứ 17 chuyên đề Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21. Nhiệm kỳ 2021-2026, tham dự có đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số ban ngành. Kỳ họp đã công bố quyết định số 1836/QĐ-TU
về công tác cán bộ của tỉnh ủy Cao Bằng, điều động đồng chí Phạm Xuân Tùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hà Quảng, nhiệm kỳ 2021-2026 đến công tác tại huyện ủy Nguyên Bình, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Nguyên Bình, nhiệm kỳ 2020-2025. Quy định số 1838/QĐ-TU về việc điều động đồng chí Dương Mạc Kiên, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy đến công tác tại huyện ủy Hà Quảng, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Hà Quảng, nhiệm kỳ 2021-2026, giới thiệu để Hội đồng Nhân dân huyện Hà Quảng bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hà Quảng, nhiệm kỳ 2020-2025. Xem xét tờ trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với đồng chí Phạm Xuân Tùng, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hà Quảng, nhiệm kỳ 2021-2026 do chuyển công tác. Tại kỳ họp, cũng đã thông qua tờ trình về giới thiệu nhân sự ứng cử bầu bổ sung Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hà Quảng, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Dương Mạc Kiên, với số phiếu đạt 100% và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hà Quảng đối với ông Dương Mạc Kiên giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hà Quảng, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chúc mừng các đồng chí được điều động luân chuyển, đề nghị các đồng chí được điều động luân chuyển trên cương vị công tác mới, tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhanh chóng nắm bắt công việc, cùng tập thể đơn vị xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, không để gián đoạn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tại đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về công tác đại hội đảng các cấp, nhất là cấp cơ sở, cần bám vào chỉ thị 35 để thực hiện, làm tốt công tác sàng lọc cán bộ, tập trung thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, lấy đó làm tiền đề để thực hiện công tác trong thời gian tới. Thay mặt các đồng chí được điều động luân chuyển công tác, đồng chí Dương Mạc Kiên, tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hà Quảng, hứa sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, kế thừa phát huy những thành quả của thế hệ đi trước, cùng tập thể cơ quan đơn vị, địa phương, đoàn kết, thống nhất, phát huy thế mạnh, khắc phục khó khăn, nỗ lực xây dựng huyện Hà Quảng trở thành địa phương năng động, phát triển nhanh và bền vững. Nhân dịp này, lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và huyện đã tặng hoa chúc mừng hai đồng chí, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hà Quảng. Sáng ngày 8 tháng 8, đoàn khảo sát của Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, tiến hành hội nghị họp bàn kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2024 và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2024 tại tỉnh Cao Bằng. Làm việc với đoàn có đồng chí Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Trịnh Trường Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Nông Tiến Dũng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành. Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày hội quốc phòng toàn dân được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo triển khai nhằm khẳng định và làm sáng tỏ đường lối, chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng về xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời làm rõ quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, truyền thống anh hùng, phẩm chất tốt đẹp và những nhân tố quan trọng quyết định tạo nên sức mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dự kiến thời gian diễn ra hội thảo từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 12 năm 2024 tại tỉnh Cao Bằng, Ban chỉ đạo hội thảo gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và tỉnh Cao Bằng. Hội thảo có chủ đề
Quân đội Nhân dân Việt Nam truyền thống hào hùng, sự nghiệp vẻ vang, lực lượng nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Dự kiến sẽ có trên 100 bài viết tham luận với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các bộ ngành, địa phương liên quan. Trong khuôn khổ diễn ra hội thảo còn có các hoạt động dâng hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, hoạt động tri ân tặng quà gia đình chính sách, người có công. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận cho ý kiến về dự thảo kế hoạch tổ chức hội thảo, chủ đề nội dung hội thảo, nội dung phân công thực hiện, công tác hậu cần, kinh phí tổ chức, công tác đảm bảo an ninh trật tự, công tác phối hợp hiệp đồng giữa các đơn vị địa phương. Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự nhấn mạnh, hội thảo là sự kiện nhiệm vụ chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước ta mang tầm quốc gia, khẳng định truyền thống vẻ vang hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp, Viện Lịch sử Quân sự sẽ bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch tổ chức hội thảo, căn cứ vào nội dung phân công nhiệm vụ, đề nghị các bộ, ban, ngành có liên quan và tỉnh Cao Bằng phối hợp chặt chẽ trong triển khai các nhiệm vụ để tổ chức thành công hội thảo theo kế hoạch đã đề ra. Thu thập bài tham luận để in thành sách và xuất bản đúng thời gian, đảm bảo công tác hậu cần, khánh tiết, công tác an ninh trật tự, tăng cường công tác tuyên truyền về hội thảo và sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Sáng ngày 8 tháng 8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng có lãnh đạo một số sở ngành, lực lượng chức năng, thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo 389 các bộ ngành, tỉnh, thành phố trong cả nước đã làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo và quán triệt, yêu cầu các đơn vị, lực lượng thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Chỉ đạo các lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình địa bàn, đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Các lực lượng chức năng phát hiện xử lý 64.185 vụ việc vi phạm, trong đó phát hiện bắt giữ 6.042 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, 55.133 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế, 3.010 vụ hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 6.000 tỷ đồng, khởi tố hình sự 650 vụ, 1.913 đối tượng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị các cơ quan đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, phát huy tốt vai trò của người đứng đầu, chủ động phối hợp xây dựng chương trình kế hoạch, giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đồng thời tiếp tục rà soát kiến nghị các cấp có thẩm quyền điều chỉnh những điểm có bất cập về quy định xử lý, xử phạt vi phạm, tăng cường kiểm tra giám sát, khắc phục các lỗ hổng trong quá trình thực hiện, thường xuyên chấn chỉnh, nêu cao đạo đức công vụ, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công chức thực thi nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của dân để mỗi người dân trở thành những người tiêu dùng thông minh, tập trung đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ, động vật hoang dã, buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá, xăng dầu, đường cát, vàng và ngoại tệ. Sáng ngày 8 tháng 8, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Khâm Thành tổ chức Ngày hội điểm toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Tham dự có đồng chí Hoàng Văn Thạch, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh và huyện Trùng Khánh. Tại ngày hội, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống 19 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã thành lập 9 tổ an ninh trật tự cơ sở với 27 thành viên. Trong 8 tháng đầu năm, xã tiếp nhận 3 tin báo tố giác tội phạm về trộm cắp và gây rối trật tự công cộng, phát hiện xử lý 2 vụ trên 2 đối tượng về tội phạm ma túy, lập hồ sơ và ra quyết định cho 4 đối tượng đi cai nghiện, phối hợp với đồn Ngọc Trung phát hiện bắt giữ 4 vụ trên 4 đối tượng vận chuyển trái phép nguyên liệu thuốc lá, xử phạt hành chính 14 triệu đồng. Phát biểu chỉ đạo tại ngày hội, đồng chí
Hoàng Văn Thạch, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận những kết quả mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Khâm Thành đã đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới, đồng chí mong muốn xã Khâm Thành tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, đổi mới phương thức nội dung, làm tốt công tác dân vận. Lực lượng công an phát huy vai trò nòng cốt, nắm chắc thông tin từ cơ sở, tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh lên án các hành vi vi phạm pháp luật. Nhân dịp này, Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Công an huyện tặng 30 suất quà cho các gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xã Khâm Thành. Ban Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho một tập thể và một cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen cho một tập thể và hai cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024. Chiều ngày 8 tháng 8, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị giao ban giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Khối với các tổ chức cơ sở đảng khối doanh nghiệp. Đồng chí Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì. Tham dự có đại diện Sở Tài chính, Sở Công thương và các tổ chức cơ sở đảng doanh nghiệp trực thuộc. Hiện nay, Đảng ủy Khối có 75 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó có 19 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp nhà nước chiếm 14,7% và 1.080 đảng viên chiếm gần 25%. Sau tháng đầu năm, các tổ chức cơ sở đảng, khối doanh nghiệp cơ bản phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Kết quả sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp ước đạt khoảng 50% kế hoạch đề ra, tổng doanh thu ước đạt trên 2.100 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 111 tỷ đồng, thực hiện công tác an sinh xã hội 2,1 tỷ đồng, kết nạp 24 trên 58 đảng viên mới, đạt 41,4% chỉ tiêu giao. Tại hội nghị, các doanh nghiệp tập trung thảo luận những khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đề xuất Đảng ủy Khối tiếp tục quan tâm kiến nghị với lãnh đạo tỉnh, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thuận lợi, tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng kịp thời về công tác đảng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối chia sẻ khó khăn vướng mắc và tiếp thu các ý kiến đề xuất của các tổ chức cơ sở đảng doanh nghiệp. Đề nghị các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng của đơn vị, phối hợp với ban lãnh đạo công ty xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành mọi nhiệm vụ, giữ vững vị trí then chốt trong nền kinh tế, là lực lượng đóng góp quan trọng trong sự phát triển của địa phương. Ngày 8 tháng 8, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại hai tỉnh Cao Bằng và Yên Bái phối hợp tổ chức hội nghị kết nối đầu mối tiêu thụ sản phẩm. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham quan, gian trưng bày và giới thiệu một số sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của các doanh nghiệp cơ sở sản xuất ở hai tỉnh. Trong những năm qua, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại hai tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy xúc tiến thương mại, tiêu thụ cho sản phẩm địa phương, chú trọng cập nhật thông tin về thị trường, cung cấp thông tin về các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của địa phương tới các doanh nghiệp, nhà phân phối ở các tỉnh thành trong cả nước để kết nối tiêu thụ sản phẩm theo nhu cầu. Riêng tại tỉnh Cao Bằng đến nay, toàn tỉnh có 144 sản phẩm đạt chứng nhận tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh, 63 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, 12 sản phẩm cấp khu vực và 3 sản phẩm cấp quốc gia. Các đơn vị cung ứng, phân phối trong tỉnh đều đảm bảo năng lực cung ứng, vận chuyển hàng hóa tới tất cả các xã thị trấn trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp cơ sở sản xuất hai bên đã trực tiếp trao đổi, giới thiệu quảng bá sản phẩm và năng lực sản xuất, năng lực phân phối sản phẩm. Mong muốn tăng cường sự kết hợp, hợp tác giữa các doanh nghiệp, các nhà phân phối hai bên để đưa các sản phẩm đặc sản đặc trưng của Cao Bằng và Yên Bái đến với người dân hai địa phương. Nhân dịp này, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Cao Bằng và Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Yên Bái đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác các đơn vị doanh nghiệp cơ sở sản xuất tỉnh Yên Bái và các doanh nghiệp kinh doanh phân phối sản phẩm tỉnh Cao Bằng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh. Ngày 7 tháng 8, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Quảng Hòa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phân công nhiệm vụ, quy chế làm việc chuẩn bị cho Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 17, nhiệm kỳ 2025-2030.
hội nghị đã thông qua kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của tiểu ban văn kiện đại hội như quy chế làm việc của tiểu ban, quyết định thành lập tổ biên tập, tổ giúp việc cho tiểu ban, đồng thời thảo luận cho ý kiến đối với quy chế làm việc, chế độ làm việc và trách nhiệm của các thành viên của tiểu ban, thời gian hoàn thiện các dự thảo báo cáo. Lãnh đạo huyện đề nghị các thành viên trong tiểu ban cần chủ động bám sát nhiệm vụ được giao để xây dựng các văn kiện đảm bảo đúng yêu cầu nội dung tiến độ đề ra. Văn kiện trình đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 17 cần bám sát các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn của Đảng, dự báo được tình hình, xác định rõ thế mạnh, định hướng, gắn với chiến lược, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương. Báo cáo chính trị trình đại hội cần đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát với tình hình thực tế và có tính khoa học khả thi cao cho nhiệm kỳ 2025-2030. Ngày 8 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Trùng Khánh tổ chức hội nghị giao ban thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7 và 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Trong 7 tháng đầu năm, tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện Trùng Khánh được duy trì và phát triển ổn định, thu ngân sách trên địa bàn được trên 40 tỷ đồng, bằng 74% kế hoạch, giải ngân vốn thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia được trên 94 tỷ đồng, bằng 46% kế hoạch, xóa nhà tạm, nhà dột nát được 275 nhà, tình hình an ninh trật tự được ổn định. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị các cơ quan đơn vị trong thời gian tới cần quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ đã đề ra, trong đó tập trung nguồn lực ưu tiên thực hiện di rời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà, đẩy mạnh công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, công tác giải ngân vốn đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia. Sáng ngày 8 tháng 8, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Bảo Lạc đã đến tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 tại hai xã Hưng Đạo và Hưng Thịnh. Tại buổi tiếp xúc, cử tri các xã kiến nghị nhà nước xem xét đầu tư nâng cấp tuyến đường nông thôn cho xóm Ngàm Vàng và xi măng làm đường cho xóm Bản Đưa, xóm Phiêng Nà. Có chính sách hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi cho hộ không thuộc hộ nghèo, các xã vùng sâu vùng xa, khắc phục sửa chữa đường bê tông Nà Rành, sạt lở do thiên tai gây ra, đầu tư công trình nước sinh hoạt Cốc Cai, sớm khởi công tuyến đường Cốc Cai, Cáng Luồng, xem xét đầu tư xây thêm cống tuyến đường Hưng Đạo, Khao Sú, hỗ trợ kinh phí để di dời hai nhà có nguy cơ sạt lở ở xóm Nà Chào, kéo điện lưới đến các xóm chưa có điện. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã đã tiếp thu giải trình những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các ý kiến kiến nghị chuyển cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Ngày 8 tháng 8, Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất bản Thiết bị Giáo dục Việt Nam và Công ty Cổ phần Giáo dục Cánh Diều phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức trao tặng sách thiết bị cho 3 trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Trong những năm học vừa qua, công ty VPIC đã có những chương trình hỗ trợ sách giáo khoa, bộ sách Cánh Diều cho học sinh các cơ sở giáo dục tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội còn khó khăn trên cả nước, trong đó có tỉnh Cao Bằng. Đây là bộ sách đầu tiên được xuất bản theo chủ trương xã hội hóa sách giáo khoa của nhà nước và được biên soạn bởi đội ngũ tác giả là các nhà khoa học, các chuyên gia về giáo dục phổ thông với triết lý, mang cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống, được nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Cao Bằng lựa chọn sử dụng trong giảng dạy và học tập. Tại chương trình, công ty VPIC và công ty cổ phần giáo dục Cánh Diều đã tặng 2.988 bản sách, thiết bị giáo dục và 3 chiếc TV 65 inch phục vụ công tác giảng dạy cho 3 trường, gồm trường tiểu học thị trấn Bắc Miều, huyện Bảo Lâm, trường tiểu học và trung học cơ sở Vân Trình, xã Vân Trình, huyện Thạch An, trường tiểu học Ngọc Sĩ, xã Lương Thông, huyện Hà Quảng. Tổng trị giá quà tặng hơn 140 triệu đồng. Đây là hoạt động trong chương trình xây dựng thư viện xanh được thực hiện nhằm trang bị tủ sách cho thư viện trường học trên toàn quốc, giúp học sinh của các trường có thêm tài liệu tham khảo bổ ích trong quá trình học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho các nhà trường. Ngày 8 tháng 8, Liên đoàn Lao động huyện Hòa An tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 5 mở rộng, sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
Trong 6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện Hòa An đã tặng gần 300 suất quà trị giá gần 200 triệu đồng cho đoàn viên, hỗ trợ nhà ở, máy ấm công đoàn từ quỹ xã hội của Liên đoàn Lao động tỉnh cho hai đoàn viên, ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát do huyện phát động được 500 triệu đồng, kết nạp được 15 đoàn viên mới, 16 đồng chí được kết nạp đảng. 6 tháng cuối năm 2024, Liên đoàn Lao động huyện Hòa An tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, tổ chức hội nghị đối thoại giữa cấp ủy với chính quyền địa phương, vận động nữ đoàn viên, công nhân viên chức lao động đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động huyện Hòa An khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và trong các phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà, văn hóa thể thao, xanh, sạch đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động năm học 2023-2024. Trước diễn biến bất thường của thời tiết, nhất là ứng phó với các đợt mưa bão, thành phố tăng cường chỉ đạo các đơn vị chức năng bảo vệ các công trình phúc lợi công cộng, kiểm tra xử lý đối với các cây cổ thụ có nguy cơ gãy đổ nhằm đảm bảo an toàn khu vực đô thị. Theo thống kê, trên địa bàn thành phố có hơn 3.000 cây xanh, trong đó gần 400 cây tuổi thọ lâu năm, rất dễ bị gãy đổ. Để chủ động phòng ngừa sự cố xảy ra trong mùa mưa bão, thành phố đã tích cực chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp kiểm tra rà soát tổng thể về thực trạng cây xanh. Từ đầu năm đến nay đã tiến hành cắt tỉa chặt đốn gần 100 cây bị sâu bệnh cũng như hạ thấp tán, khống chế chiều cao. Việc cắt tỉa tập trung tại địa bàn trung tâm, tuyến phố có nhiều cây cổ thụ. Đồng thời, sẵn sàng chuẩn bị nhân lực, phương tiện máy móc ra quân xử lý cây bị gãy đổ nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro thiệt hại, đảm bảo an toàn về tài sản và con người. Riêng các cây xanh trồng mới cũng được gia cố cọc chống. Cùng với quản lý cây xanh, thành phố tiếp tục quan tâm bảo vệ hệ thống đèn chiếu sáng công cộng mùa mưa bão, định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng nguồn sáng và các thiết bị của hệ thống chiếu sáng bị hư hỏng, xuống cấp hoặc gãy đổ do ảnh hưởng thiên tai để đề xuất phương án sửa chữa và thay thế kịp thời. Hiện nay, các tuyến điện chiếu sáng công cộng đô thị cơ bản được thay thế hệ thống đèn LED, đảm bảo độ sáng, tiết kiệm điện, phù hợp với phát triển đô thị. Ngày 8 tháng 8, đoàn giám sát của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Cao Bằng làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Hà Quảng về giám sát tình hình thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân huyện đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác phổ biến quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự, đồng thời ban hành nhiều văn bản lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực liên quan đến công tác giám định, định giá tài sản. Từ năm 2021 đến nay, Hội đồng định giá tài sản tiếp nhận từ cơ quan cảnh sát điều tra 165 vụ, các kết luận định giá đảm bảo đúng thời hạn, không có trường hợp quá hạn luật định và khiếu nại tố cáo. Kết luận buổi làm việc, đoàn giám sát đề nghị huyện Hà Quảng ra soát bổ sung các hồ sơ còn thiếu. Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ trong thực hiện tăng cường giữa cơ quan yêu cầu điều tra và cơ quan điều tra. Ngày 8 tháng 8 tại xã Bế Văn Đàn, Phòng Dân tộc huyện Quảng Hòa tổ chức hội nghị tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024. Tại hội nghị, hơn 100 đại biểu là trưởng xóm, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong việc giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thực trạng và giải pháp giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, độ tuổi quy định về kết hôn đối với nam và nữ, hậu quả, hệ lụy từ việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống và vai trò của chính quyền, đoàn thể trong việc tư vấn giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Qua hội nghị, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, người dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, nhằm giảm thiểu, ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, nâng cao chất lượng dân số vùng dân tộc thiểu số trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè là mùa các em học sinh được nghỉ học, thỏa sức vui chơi. Đây cũng là mùa xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tích nhất trong năm và để lại hậu quả nặng nề đối với thể chất và tâm lý của trẻ. Phần lớn, những tai nạn này hoàn toàn có thể phòng tránh, giảm thiểu hậu quả.
việc trang bị cho trẻ những kiến thức, kỹ năng là rất cần thiết nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả phòng tránh tai nạn, thương tích trẻ em. Trong dịp hè này, các trường học và các bậc phụ huynh luôn quan tâm tổ chức nhiều hoạt động cho trẻ tham gia các lớp học ngắn hạn để có thể tự xử lý an toàn trong một số tình huống phát sinh. Một buổi học phòng chống tai nạn thương tích tại cơ sở mầm non Hoa Hướng Dương. Nhà trường lồng ghép các bài học về kỹ năng xử lý tình huống một cách gần gũi, dễ hiểu để phù hợp với các em học sinh nhỏ tuổi. Để trẻ mầm non dễ tiếp thu và ghi nhớ lâu, việc xây dựng tiết học cho trẻ mầm non cần phải linh hoạt và đa dạng, cho nên là các giáo viên ở trường mầm non Hoa Hướng Dương luôn luôn nỗ lực, cố gắng đồng hành cùng học sinh tạo ra một môi trường học tập tích cực và an toàn để trẻ cảm thấy thoải mái và hứng thú hơn trong quá trình học tập. Bên cạnh đó, sử dụng những học liệu phục vụ tiết học như là trẻ thích học hỏi thông qua trò chơi, vì trò chơi kích thích sự tò mò và sáng tạo của trẻ. Và trẻ thường học tốt thông qua hình ảnh và đồ họa, đồ chơi, hình ảnh, tranh minh họa để giúp trẻ hiểu được và ghi nhớ kiến thức một cách dễ dàng. Trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến nhiều trẻ em tử vong, chị Lý Thị Hồng ở tổ 2 phường Đế Thám đã tìm đến các khóa học bơi cho con mình trong dịp hè nhằm trang bị những kỹ năng bơi lội và tạo sân chơi bổ ích cho con. Tôi đăng ký cho con học lớp bơi này, thứ nhất là nhằm mục đích cho con rèn luyện sức khỏe trong dịp hè, thứ hai là mong cho con có được cái kỹ năng phòng chống đuối nước. Tôi mong muốn rằng là con tôi có được cái kỹ năng bơi và có được những kỹ năng để tránh những cái vụ việc đáng tiếc xảy ra trong đuối nước. Nắm bắt được tâm lý của nhiều bậc phụ huynh, từ đầu mùa hè đến nay, nhiều lớp học bơi đã được mở ra với nhiều mức giá khác nhau. Tại lớp học bơi của anh Trịnh Văn Công, số lượng học sinh đăng ký học cao gấp 2 lần so với các thời điểm khác trong năm. Trong đó chủ yếu là các em nhỏ, độ tuổi từ 7 đến 15 tuổi. Các lớp học bao gồm lớp học bơi căn bản đến các lớp học nhóm, lớp học một thầy một trò. Các em được học kỹ năng tiếp nước an toàn và các phương pháp bơi, và đặc biệt là được trang bị kỹ năng để phòng chống đuối nước. Bây giờ thì xu hướng phụ huynh cho con đi học bơi là rất đông, bởi vì là bơi lội là môn thể thao rất cần thiết trong cuộc sống. Ví dụ như phòng chống tai nạn đuối nước, trong cuộc sống bây giờ thì cái tai nạn đuối nước là luôn rình rập đối với các em, nên là khi các em mà đã được học và được tiếp xúc với môi trường nước rồi thì cái kỹ năng đấy của các em thì sẽ được cơ bản là hoàn chỉnh khi mà tiếp xúc được môi trường nước. Cũng khuyên các bậc phụ huynh là nên cho trẻ đi học bơi từ sớm để các em hình thành những cái kỹ năng cần thiết khi mà các em tham gia ở môi trường nước. Trẻ em là lứa tuổi rất dễ gặp phải tai nạn thương tích do đặc tính hiếu động, tò mò nhưng lại thiếu các kỹ năng để phòng tránh tai nạn thương tích. Do đó, cùng với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, trường học trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, thì mỗi gia đình cần quan tâm, giám sát, nhắc nhở con em mình phòng tránh các vụ việc tai nạn thương tích có thể xảy ra. Chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.